Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử Lương Tam Quang. Lương Tam Quang sinh ngày 17 tháng 10 năm 1965. Ngày vào đảng ngày 21 tháng 11 năm 1998. Quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Dân tộc Kinh. Chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn, cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Tóm tắt quá trình công tác. Trước năm 2012, trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2012, đại tá Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Năm 2015, được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Tháng 10 năm 2017, thiếu tướng Chánh Văn phòng Bộ Công an, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Năm 2019, được thăng cấp bậc hàm trung tướng. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 5 năm 2020, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin của ngày hôm sau.